Từ 8 giờ sáng ngày 7 tháng 7, chợ đầu mối nông sản Thủ Đức chính thức tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp để hoàn chỉnh các phương án phòng chống dịch COVID-19. Do biết trước thông tin này nên mọi hoạt động giao dịch mua bán diễn ra trong đêm ngày 6 và rạng sáng ngày 7 tháng 7. Đến sáng ngày 7 tháng 7, lượng người dân đến chợ mua, bán hàng hóa rất ít. Trong buổi sáng, các tiểu thương kinh doanh tại chợ đã dọn dẹp vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực chợ. Tại các cửa ra vào chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, lực lượng bảo vệ lập chốt kiểm soát người ra vào nghiêm ngặt, xe gắn máy không được phép lưu thông vào chợ. Đồng thời, lực lượng chức năng của phường Tam Bình cũng đi nhắc nhở các hộ kinh doanh xung quanh chợ, tiến hành thu dọn hàng hóa, đóng cửa để đảm bảo công tác phòng chống dịch.